Đúng rồi các bạn ơi, lại có thêm một thế giới trái cây nữa rồi. Nhưng nó không phải là Bluffwood đâu. Thế thì nó sẽ có cái Holy City trong cái thế giới này nhỉ? Yogu hả? Chỉ có 1000 cử cái bút thôi các bạn ơi. Let's go. Để mình xem coi là Yogu trong thế giới này nó sẽ kinh khủng đến mức nào nha. Dầm ba mấy cái group này mình đâu có ngay đâu. Miễn là toàn giúp cho mình một like thôi là được. Mua. Đâu where the Yogu? Holy shit, nó còn dài hơn cơ thể của mình nữa. Oh my god, trông kỳ cục quá à. Còn chúng ta đã có một chiêu đầu tiên luôn rồi nè, không cần phải luyện mastery. Chiêu Z các bạn ạ. À. Z lên là nó sẽ đứng một cái thế trông cũng kỳ cục lắm các bạn ạ. À. Z. Yo, chiêu Z ngầu quá các bạn ạ, à, mà yếu xìu à, trời ơi, chiêu Z hồi nè. Z. Oh my god, đây rồi. Yogu của mình đã có chiêu X rồi các bạn ạ. À. Bùng nổ Oni là cái gì nha? Yo. Mình còn bị nhiễm sắc luôn nữa các bạn ạ. À. Oh my god, như vậy là mình đã có chiêu cuối cùng rồi. Bộ chia thế giới. Ủa cái gì đây? Oh shit, mình cầm kiếm kiểu gì vậy các bạn? Nếu mình nhả ra chuyện gì sẽ xảy ra? Oh my god, nó triệu hồi ra một cú lôi hay sao ấy các bạn ạ? À. Trời ơi, nó vung một thanh kiếm rất là khổng lồ luôn ấy các bạn ạ. À.